Xin chào các bác nhé. Sạp xe Hoàng Anh 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-958889. Hôm nay thì bên sạp xe của mình vừa mới về được một chiếc Kawasaki Z800. Chiếc này thì là phiên bản màu đỏ candy đời chót của xe Z800 nhé. Màu đỏ candy đời chót của Z800. Đăng ký năm 2016, biển kiểm soát Hà Nội 29A120688, con này là biển tươi, rất là đẹp và đầy đủ hai chìa khóa zin theo xe này. Đây, hai chìa khóa zin theo xe còn đầy đủ nhé. Đấy, tác chìa còn nguyên này, tác chìa đầy đủ này. Đấy, tác chìa còn đầy đủ đây. Đấy, hai gương zin theo xe còn đầy đủ này. Hiện tại thì là trên đồng hồ đây, cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, trên đồng hồ đang hiển thị là 22.830 cây số. Tất cả cái phần của xe này mình nói qua nhé. Đây, cái phần cổ phốt và phần ốc ti phuộc là cổ phốt là chưa chỉnh nhé, chưa chỉnh cổ phốt một lần nào cả, và cái ốc ti phuộc là chưa bao giờ mở. Đấy, phía dưới cho các bạn cùng nhìn đây. Đây là con ốc máy nhé, cam kết với các bạn là chưa chạm một con ốc nào luôn, máy móc zin và êm tuyệt đối. Con này thì không độ chế gì cả, kể cả bô cũng là bô zin luôn, chủ xe rất lành, đi rất là lành nhé. Đây, bô cũng là bô zin luôn, chủ xe đi rất lành, cho nên không có độ chế về bô báo gì cả. À, bên này thì là có cái ốc của máy này phía trên này, và đây các bạn nhìn kỹ, chú ý chưa kỹ cho mình giúp cái phần này nhé. Đây là cái ốc tăng cam của xe, và cái ốc tăng cam này cũng chưa bao giờ chỉnh nhé, chưa chỉnh tăng cam một lần nào. Bên này là bên tay phải của bên ti phuộc, ốc ti phuộc bên phải và cái ốc cổ phốt bên tay phải, nó còn rất là đẹp nhé, chưa chỉnh cổ phốt một lần nào cả. Đấy, xe zin toàn bộ tất cả mọi chi tiết, con này rất là đẹp nhé. Z800 màu đỏ candy nhá, là xe đời chót của Z800 rồi. Mà nó được đẹp như thế này thì là trên thị trường cũng không còn được nhiều xe được đẹp như thế này. Đấy, xe thì đã được chủ xe dán một bộ đề can màu đỏ đen, rất là hợp với xe, nó khỏe khoắn vô cùng nhá. Đấy, xe rất là khỏe khoắn, màu khỏe khoắn. Kể cả những cái đuôi cũng là zin này, tất cả đuôi zin, chỉ có độ cái đèn xi-nhan Spirit Beat thôi, còn lại vẫn lắp đuôi zin, bô zin và lốp thì đã vừa mới được thay một đôi lốp mới cứng của đây, lốp Continental Sport nhá. Đấy, đấy, đây là lốp Continental mới cứng kính cọc đây. Cầu ngang vẫn còn nguyên đấy nhá. Đấy, phía trước này cầu ngang vẫn còn nguyên đây. Đây, cầu ngang còn nguyên, phanh ABS đây nhá, các bạn anh em cùng nhìn nhá, phanh ABS. Đấy, tất cả cái phần này là đều dán nhé, cái này là dán chứ không phải các bạn bóc ra là sơn zin bên trong còn ok hết. Pha này, pha led 2 tầng rồi này, có độ nhẹ cái bình dầu Adelaide này thôi, còn lại thì cái chống đổ coi như là không có cái gì nhiều, và một cái che két nước vậy thôi ạ. Còn đâu tất cả mọi thứ thì nó đã đều zin. Lốc máy, cục máy nó quá đẹp đúng không ạ, mới vô cùng luôn nhá. Đây, cục máy đây, các bạn cùng nhìn, cùng thẩm cái cục máy này. Đến vết xước của trên cục máy còn không có nhá. Bộ phun xăng điện tử này. Lốc máy phía dưới này. Tất cả các con ốc vừa mới thay dầu nhá. Motul 300V đây nhá. Đây nhá các bạn nhìn nhá. Trong vắt này, các bạn nhìn này, mắt dầu này, Motul 300V là trong vắt nhá. Đấy, tác con ốc là zin tuyệt đối này, ốc bửng côn này, càng côn này. Đó, các bạn nhìn thật kỹ lưỡng cho mình nhá. Ốc bưởng quá đẹp luôn, và bưởng bên bưởng côn quá đẹp luôn. Đấy, các bạn cùng nhìn sang, mình cho lại quay sang bên cái máy bên tay trái này cho các bạn cùng nhìn. Đây, đây là bộ điện này. Đấy, các bạn nhìn này, từng chi tiết nhá, nó rất là đẹp. 4 xi lanh Z800, 4 xi lanh, cách đây khoảng độ nửa năm thì con này vẫn có giá bán rơi vào tầm 150 đến 160 triệu. Hiện tại xe máy Hoàng Anh mình đang bán với mức giá bán là 108,5 triệu. Một cái giá bán
quá là tuyệt vời, quá là ngỡ ngàng cho một chiếc xe Kawasaki Z800 4 xi lanh 800cc. Đấy, mình báo giá sớm luôn cho các bạn nhìn nhé. Tất cả cái phần này là bà tem là để dán đề can nhé. Còn tem zin như các bạn nhìn này, tem zin trong vẫn còn nhé. Đấy, lớp tem zin đầy đủ hết, tem zin ở trong này. Chữ Z tem zin còn nguyên đầy đủ ở trong này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn hông này, hông xe này. Đây nhá, đời 2016 mới có chữ Z này nhá. Đấy, yên có chữ Z này, các bạn nhìn này. Đỏ candy, đời chót thì mới có chữ Z như thế. Đây, quả thụt có bình dầu phía sau của nó này. Thụt của Z800 này thì quá uy tín rồi, chạy êm cực kỳ mượt mà với mái. Cùng phanh này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Tất cả cái phần chi tiết phía dưới này. ABS này. Có cái ốc để nâng ben ở đây rồi. Vành bánh cực kỳ đẹp nhá, không một vết xước nào luôn. Chủ xe phải nói là cực kỳ dữ. Bạn này là bạn ấy đi rất là lành. Xe này bạn ấy tuy rằng bạn chạy 800cc rất lành. Đến cái bozin vẫn để chạy bozin thì các bạn cũng biết ấy, nó quá là lành rồi. Đấy, để chân này đen xịt luôn. Những cái để chân để chiếc rất là uy tín. Ốc bạc càng sau chưa chạm chỉnh nhá. Chưa chạm chỉnh bất kể một con ốc nào cả luôn. Tem dán này, những cái đề can dán này, phía trên này. À, phải nói là con xe này nó rất đẹp. Lần này mình cũng có duyên, mình vừa mới bán con đỏ candy đi thì lại mua được con này. Thực sự là rất là có duyên, đợt này có duyên với cả Z800. Tên bạn đây. Chữ ký tên của bạn đi luôn. Bạn đi tên là Trung nhá. Quá đẹp luôn này. Mão đây. À, những cái con Z800 này thì là một thời hoàng kim của nó vào những năm 2015, 2016, 2017 thì cái giá bán của nó quá khủng khiếp, bởi trên 300 triệu khi mua mới. Các bạn mua cũ thì nó cũng tầm 240, 250 trong cái thời điểm năm 2016, 2017. Thực sự là một con số nó quá khủng khiếp. Còn nếu như con số đó, cái số tiền đấy bây giờ thì có quá nhiều lựa chọn, nhưng thời điểm đó thì con này nó là đỉnh cao rồi. Giá bán nó rất là khét lẹt luôn. Đấy, mà bây giờ thì đến năm 2024 con xe này đã chạy được tính ra là gần 8 năm mà mất giá hơn một nửa xe. Đấy, hiện tại thì bây giờ giá thì chỉ còn 1/3 thôi chứ không phải một nửa. Giá bán của xe máy Hoàng Anh mình bán ra đang là 108,5 triệu thì nó thì chỉ bằng 1/3 giá trị của xe mới thôi. Đó. Hai chìa khóa zin là còn đầy đủ nhá. Hai chìa khóa zin tách chìa còn đầy đủ mới là khó. Còn chìa khóa zin thì nhiều lúc bây giờ còn không có, các bạn mua dùng đã là khó rồi, mà đây còn tắc, còn nguyên cả tắc chìa này thì nó rất là khó để có. Thì tay lái tay liếc đẹp như mới, nói chung là con này là rất là đẹp. Đó, đây này, tem ở phía trong vẫn còn đấy nhá, Made in Thái Lan các thứ là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Thụt đỏ đấy nhá, đời thụt đỏ nhá, đỏ candy. Đấy, thụt đỏ này quá đẹp luôn này. Rồi, thế thì đấy, như mình đã báo giá, chiếc xe này thì là chiếc Z800 này đang được xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 108,5 triệu. Giá đó là không bao gồm chi phí sang tên cũng như chi phí vận chuyển nha anh em nhé. Mong các bác lưu ý giúp mình phần đó. Giá bán 108,5 triệu, không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Đấy. Các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là Sạp Xe Hoàng Anh, 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, để có thể xem trực tiếp con xe này. Còn nếu mà bác nào mà ở các cái tỉnh xa mà chưa có điều kiện để đến xem trực tiếp ngay ấy, thì mong các bác xem kỹ lưỡng cái video của mình, bởi vì video mình là mình quay rất là kỹ và cẩn thận, thì các bác có thể đánh giá được 90% cái chất lượng cũng như cái chi tiết của xe. Sau đó thì các bác có thể alo đến số điện thoại tư vấn của mình là 0905 958889, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác nhé. Rồi, thế thì mình xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Và cũng mong các bác cho mình một nút like và nút share, cũng như là các bác đừng quên và nhấn vào cái nút chuông để có thể xem những cái video mới nhất của Sạp Xe Hoàng Anh nhé. Rồi, thế mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.